Nữ vương tinh linh Tewana gây ấn tượng trong Liên quân Mobile bởi bộ kỹ năng dễ dàng nắm bắt tầm đánh và tốc đánh đáng ngưỡng mộ. Bạn còn chần chờ gì mà không thử chơi Tewana nhất trong mùa 20 kỹ năng một ương nhãn? Tewana tung các đòn đánh thường làm giảm 6% tốc chạy và cộng dồn tối đa là 5 lần. Khi được kích hoạt sẽ tăng mạnh tầm đánh và tốc đánh. Các đòn đánh sẽ được cường hóa bởi sức mạnh bóng tối, gây thêm sát thương phép cho kẻ địch. Kỹ năng 2 ám tiễn. Tewana sẽ bắn cùng một lúc 3 mũi tên gây sát thương vật lý lên những mục tiêu bị chúng chiêu và làm giảm tốc chạy của chúng trong vòng 2 giây. Khi kẻ địch trúng tên sẽ chịu 20% sát thương và giảm dần theo mỗi kẻ địch trúng chiêu. Tối đa là 40% sát thương. Kỹ năng 3 hỗn mang tiễn, sau khi niệm chú. Nữ vương tinh linh bắn ra mũi tên hỗn mang gây sát thương vật lý và làm kẻ địch bị choáng trong khoảng thời gian là 0.75 giây. Điều đặc biệt là kẻ địch càng xa lại càng phải chịu nhiều sát thương vật lý. Đồng thời, nữ vương tinh linh sẽ được tăng 30% tốc chạy trong vòng 2 giây sau đó. Điều làm lên chiến thắng của các vị tướng chính là khả năng vận dụng thành thạo các kỹ năng, linh động biết ứng phó tìm ra kỹ năng phù hợp. Để tìm ra được công thức cho riêng mình, bạn cần luyện tập trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, có một phương thức nhanh chóng hơn để các game thủ giành được chiến thắng ở giai đoạn đầu game. Tewana mang theo bổ trợ cấp cứu hoặc tốc biến tùy thuộc vào cách đánh của bạn khi đi đường rồng. Thời điểm này, bạn nên tăng kỹ năng mũi tên đen trước để tạo lợi thế với đối thủ. Nếu Tewana gặp ganh thì nên vào trụ và dùng mũi tên đen bắn, nếu kẻ địch vẫn nhất quyết lao vào trụ hãy sử dụng linh hồn mũi tên. Ulti mũi tên hỗn mang dùng để cướp bùa cũng như cướp mục tiêu lớn khá dễ nếu bạn biết cách di chuyển bản đồ. Chỉ cần kéo bản đồ một xíu là bạn có thể sử dụng ulti ở khoảng cách mà đối phương không thể làm gì được bạn. Ở giai đoạn đầu này, Tewana giữ khoảng cách phù hợp và bắn là phương án tốt nhất. Giữa trận và cuối trận chơi Tewana như thế nào? Khi vào đến giữa trận, Tewana có thể vừa gây sát thương vật lý lại vừa gây sát thương phép. Nhất là khi được trang bị thêm kiếm pháp Nia thì đây thực sự là một vị tướng đáng sợ. Combo của Tewana là ưng nhãn, ám tiễn, hỗn mang tiễn. Khi dùng combo này bạn nên tận dụng mũi tên đen. Gặp tình huống kẻ địch áp sát hãy dùng ngay linh hồn mũi tên để phòng thủ. Về đến cuối game, Tewana nên xin đồng đội bùa đỏ để tạo độ chậm tối đa. Còn nếu có đồng đội bảo kê tốt ngại gì mà không sang cướp rừng của đối phương. Khi giao tranh, Tewana được khuyên chọn bụi cây hoặc tuyến sau. Chỉ dùng mũi tên đen bắn chính và ulti vào thời điểm hợp lý bởi Tewana cơ động kém, cần dùng linh hồn mũi tên để tự bảo vệ bản thân. Tướng khắc chế cứng là đối tượng mà Tewana cực kỳ quan tâm. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi đôi khi cũng là thời cơ để các tướng này hạ gục Tewana. Có những tướng khắc chế nào cần lưu ý trong bộ bí kíp cách chơi Tewana liên quân? Violet với biệt danh tay súng quả cảm, vị tướng này có tầm bắn xa cùng với độ cơ động tuyệt vời, Butterfly siêu cấp sát thủ khi đối đầu với Butterfly. Tewana phải cảnh giác cao độ bởi chỉ cần một combo của Butterfly cũng có thể khiến Tewana phải chao đảo, Nakroth lưỡi đao phán xét. Nakroth có độ cơ động cực cao trong khi Tewana lại có độ cơ động thấp. Gặp phải Nakroth thực sự là cơn ác mộng của nữ vương tinh linh. Đồng đội của Tewana, nhắc đến đồng đội của Tewana. Không thể không kể tên Alice và Ryoma. Hai vị tướng này đều đã từng được muaacclinqun.com giới thiệu về cách chơi, vậy hai tướng này hỗ trợ Tewana như thế nào? Alice, Tewana dùng mũi tên đen, gây sát thương phép và Alice có ulti xuyên 100% giáp phép, Ryoma, sự kết hợp của combo Ryoma và Tewana cực kỳ đáng sợ.
Nếu kẻ địch chỉ sơ hở một chút thôi lập tức sẽ bị tiêu diệt ngay. Anh em thấy hay cho mình nút like, nút đăng ký nhé.